Hello mọi người đã quay lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi mua một cái nồi lẩu dê rồi về nhà ăn với lại gia đình mình nha. Thì bây giờ cũng chiều rồi. Thầy thấy không, bên Mỹ bây giờ là mùa đông, chuẩn bị chuyển sang mùa đông. Bắt đầu mình thấy trời bắt đầu se lạnh. Thấy đây là con đường mà dẫn tới cái quán lẩu dê mà mình sắp sửa đến. Mình thấy hai bên đường không? Rất là không khí trong lành, cây xanh thoáng mát đó, mọi người thấy không? Thì cái quán lẩu dê này nó cũng không phải là quán lẩu dê này, nó gọi là quán phở số 8. Ở đây thì nó có cái món lẩu dê khá là đặc biệt, nói chung là bán ngon. Thì hồi nãy mình có hỏi giá là 72 đồng cho 4 người ăn, thì dự chi một người là khoảng 18, 19 đồng, 15, 16 đồng gì đó. Nói chung là khoảng 17 đồng. Mình sẽ đến đó mua thử về nhà ăn. Thì ngoài ăn cái đó thì nhà mình cũng có làm món barbecue nữa, với lại mấy cái bắp nướng, rồi đậu bắp nướng này nọ, barbecue, thịt bò nướng, thịt heo nướng, nói chung đầy đủ hết. Sẽ ăn chung với lại cái món lẩu dê. Đây, tới rồi mọi người ơi. Mọi người thấy không, bây giờ trời cũng đã sụp tối rồi. Này, quán phở số 8 ngay trước mặt mọi người. Bây giờ mình sẽ vô mình pick cái lẩu dê của mình, xem coi nó có chất lượng xứng đáng với lại cái giá 72 đồng nha. Đây, còn lẩu dê rồi mọi người. Đây nước lèo nè mọi người, 3 hũ nước lèo. Giờ mình sẽ hâm lại. Còn đây là thịt bò với thịt heo nướng barbecue. $72 mắc không? 72 đồng. Thấy nó hấp dẫn hơn của ông cậu. Nó thịt dê đó mọi người, dê với nấm. Bắt thấu tay. Bắt tay nấm. Bỏ cái hũ. Nhà đang hâm lại. Hâm bắp. Nướng nè. Cà chua hả? Đâu có, ớt á. Ớt chuông á. Lấy cái này ra, đấy, thấy không? Nó hơi nóng chút, thấy nó tươi mỡ chứ ngon. Thôi vậy con lấy một khẩu rồi nha. Lấy đi. Khoan hả? Lấy miếng giấy hay là cái đó đi. Miếng chén này hả? Ờ, lo đi. Lo. Chào mọi người. Rất là thơm. Chua lắm nè. Thì bỏ cho liền, anh lấy cái tô đi, bỏ mì vô nè. Bỏ hai giấc mì vô nha. Bỏ ra cho con ơi, con không ăn mì. Đúng rồi, người ta tên
rồi lấy cái đũa cho mình bỏ vào người rồi. Mai ăn canh mùng tơi á, lấy canh đâu mùng tơi nấu nấm. Cơm thịt lớn. Dạ. Ít thôi, ít thôi. Lấy cái tô này. Ờ, có rồi. Còn lấy rau ra cho. Con múc được mà. Dạ hả? Con múc đi. Anh ăn tô này nè, lấy cái tô để sẵn tô này nè. Thôi, bỏ tô này rồi. Uống thịt nướng nè. Không, cái tô á, người ta để cái giá vô. Rồi. Xài chưa? Cái tô đó, tại sao đâu cái tô nó không có cái đồ để mà để mà mình chết nữa hả? Bỏ mấy thành ăn thử nước kim chi này hả? Ừ. Kim chi có đồ chua nữa nè. Đậu phộng. Đồ chua con bỏ vô. Đậu phộng nữa. Chanh. Nâng tay nữa. Không. Đây là lẩu dê. Lẩu dê nó có khoai nè, khoai môn nè, nấm. Bỏ mì vào, nó có táo tàu nữa. Đây táo tàu. Đây là nấm. Mình chan nước lên, sau rồi mình bỏ tàu hủ ki vô với lại đậu hũ vô. Rồi, đây. Đây là thịt dê nè mọi người. Có miếng da dê nữa. Mình sẽ chan miếng chao lên. Đá rất là giòn. Trang là miếng thịt này mọi người. Bây giờ mình sẽ thưởng thức lẩu dê với lại mấy món bò với lại heo barbecue. Mọi người nhớ like và subscribe ủng hộ kênh YouTube mình nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người video kế tiếp.